Mấy ngày nay bác vô cùng thương xót, chẳng giúp được con, nhưng tình cảm con người con chẳng độc ác, cũng chẳng ham chơi. Nghe con nói về cuộc đời bé nhỏ đã khổ nhiều, con phải nuôi đàn em thơ, ráng sức mình rất can đảm vững tâm. Bản lĩnh con đẹp như trăng rằm, trời phù hộ cho con là ca sĩ, không lấy chồng để nuôi đàn trẻ nhí từ lọt lòng tới tầng lớp tiếp theo. Con đã khổ còn đeo đẳng bao nhiêu, trái tim con như ngọc vàng cao quý. Ở trên đời này ít người làm như thế, mà giờ đây Covid vẫn hoành hành. Con đi rồi bác sẽ thay con, tiếp bước đường đẩy lùi Covid, rồi một ngày Sài Gòn hoa lệ sẽ về với cảnh xưa nhộn nhịp. Chỉ không còn người phụ nữ như con, ngày con ra đi cả nước khóc oa, bác không thân thích nhưng lệ vẫn rơi. Phi Nhung ơi, người con gái tài hoa tâm thiện lành, giúp bao nhiêu người khốn khổ, Việt Nam này nhớ mãi Phi Nhung. Được biết Phi Nhung không may nhiễm Covid-19 sau nhiều ngày hoạt động thiện nguyện khi Việt Nam bước vào cao điểm đợt dịch thứ tư. Thay vì trở về Mỹ như dự định, chị ở lại Việt Nam để trao tặng các máy thở, dụng cụ y tế cho bệnh viện dã chiến, giúp chữa trị bệnh nhân COVID-19, đóng góp cho quỹ vaccine, chuyển hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau củ quả cho người nghèo, nấu bếp ăn tình thương, làm công quả ở nhiều chùa, chăm sóc trẻ em cơ nhỡ. Trước thời COVID-19, Phi Nhung nhận nuôi hàng chục trẻ em mồ côi, tham gia nhiều hoạt động cứu trợ từ thiện ở các vùng thiên tai lũ lụt. Trong những năm tháng sau này, Phi Nhung chọn nơi cửa Phật để nương náo thiện tâm. Tại lễ cầu siêu cố ca sĩ ở chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh đêm 28 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên dương công đức cho Phật tử ca sĩ Phi Nhung vì đã tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuyên dương cũng ghi rõ sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh từ bi, phụng sự nhân sinh. Việt Nam sẽ hết dịch bệnh và tươi sáng trở lại vì chúng ta rất đoàn kết. Phi Nhung từng viết trên mạng xã hội trước lúc cô nhập viện chữa trị COVID-19. Thật đáng tiếc là người ca sĩ có trái tim nhân ái đã không qua khỏi số mệnh.